Thưa quý vị, tình trạng đậu đỗ xe tràn lan lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán để vật dụng hàng hóa trên vỉa hè không chỉ cản trở lối đi cho người đi bộ mà còn gây mất mỹ quan đô thị khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng. Mặc dù lực lượng quy tắc đô thị phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thường xuyên đẩy đuổi xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là điểm chứa vật tư của gara sửa chữa xe ô tô Phi Hiệp trên đường một chiều Nguyễn Văn Tạo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Những vật tư cồng kềnh có kích thước lớn để ngổn ngang trên vỉa hè như thế này chiếm hết lối đi, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị đã tồn tại nhiều năm nay, khiến người dân bức xúc. Không chỉ tuyến đường này, mà cả các tuyến đường như Lê Thạch, Tú Mở, bao quanh bến xe trung tâm cũng rơi vào tương tự, nhếch nhác, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc lấn chiếm vỉa hè tập kết hàng hóa cũng thường xuyên diễn ra. Thời gian qua, phường cũng đã tổ chức 10 đợt ra quân xử lý trật tự vỉa hè, thu giữ hơn 107 biển hiệu, dù bạc, lập biên bản xử phạt 22 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 15 triệu đồng. Hiện nay vẫn còn một vài trường hợp vẫn có sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Thì Ủy ban phường cũng đã gửi thông báo, đã nhắc nhở, gửi thông báo và cho người dân ký cam kết không lấn chiếm sử dụng vỉa hè của khu vực bến xe để đảm bảo xây dựng bến xe văn minh đô thị. Để lập lại an toàn giao thông, duy trì đường thông hệ thoáng, lần này phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phối hợp với bến xe trung tâm Đà Nẵng ra quân tháo dỡ lều tạm, thu gom biển hiệu quảng cáo, tổng dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực bến xe, đồng thời buộc các cơ sở sửa chữa ô tô di dời vật tư trả lại vỉa hè. Trong cái tháng hành động an toàn giao thông này, tôi thấy cơ quan chính quyền với lại địa phương với lại bến xe cái chạp lại làm để giải quyết cái này, để tạo cái an ninh chung cho bến xe, cho an toàn cho tất cả người dân là cái điều làm rất tốt. Để giảm thiểu tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, bên cạnh việc tuyên truyền, phường đã yêu cầu các cơ sở sửa chữa buôn bán trên địa bàn ký cam kết, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trả lại môi trường trong lành, góp phần xây dựng bến xe trung tâm văn minh sạch đẹp.